mai mình đón con đi đến đấy luôn. Trời ơi, em gần đầu. Gì? Chị anh 18 thôi, mình ăn gì nữa. Bác sĩ Phượng ở đâu ạ? Bác sĩ Phượng bên phòng mạch này này. Chị ngồi sơn đi. Chị có điện thoại di động à? Không. Sao có vấn đề gì anh? Dạ? Có vấn đề gì không? Không, để em hỏi ý của bác sĩ rõ để em làm thôi. Không rồi. Em đưa con hồ sơ cho anh này đó. Là bên phòng khắc ai gì không? Đây, bên cái này nữa. Bên cái địa chỉ này. Bên cái địa chỉ này. Em đi tầm sóc mà. Nghe anh muốn nó gọi thì bác sĩ Phúc Âu Phượng á? Dạ. Ok, tập em đưa anh rồi mà. Chào cả nhà. Đấy cũng do tôi không à. Chắc là do tôi bắt ông đi lao động. Bắt ông lao động nhiều quá. Cày cuốc nhiều quá. Bác hiểu không? Đấy các chị thấy không? Không phải đơn giản đâu. Hôm nay chồng em đi kiểm tra tại vì là có mỡ máu men gan rồi có
mỡ máu men gan rồi có bị huyết áp nên là nhịp tim hơi cao nên là đi cẩn thận là đi chụp đó nên là mình cũng rất giàu. Ăn nhậu như mình có bị sao đâu, mà chồng mình có ăn nhậu đâu mà bị. Nên là mới khuyên mọi người á, về công cuộc là dưỡng sức khỏe. Em bây giờ là sau khi năm nay sức khỏe không tốt đó, năm nay sức khỏe không tốt nên là đầu năm em đi xem khỏe là đã không tốt về sức khỏe rồi. Chị cho em hỏi là hồi nãy chị đóng tiền ở đâu ạ? Ở trong một ạ. Chị đi với em hả? Ok. Đúng rồi, chồng em ạ. Chắc là do em bắt chồng em lao động quá sức anh hiểu không? Nên là về cày cuốc cả tháng trời. Trời ơi, muốn có em bé bắt cày cuốc cả tháng thì ép tim hay sao? Khổ ghê. Tại vì cái năng thẳng của anh không được tốt đó. Thành ra bác sĩ kia muốn xem được cái độ mức độ vô hóa không có bơm cái cảm quan vô. Thành ra sợ không có làm cho anh cái đó được. Đấy anh đâu, em ở Việt Nam em ăn nhậu cả ngày cả tháng có sao đâu. Ông chồng em bên đó có ăn nhậu bao giờ đâu. Không ăn nhậu mà bị vậy đó. Đấy, đấy chứng tỏ thần nhậu độ. Độ ta không độ chàng. Chị có việc thì sẽ la anh chứ. Thấy chị la người ta quá trời mà. Em mà dám la chồng em, trời chồng em đánh nhau vỡ mồm. Má ơi, má nghĩ gì bảo tôi mặc áo trái top and white, không phải áo trái đâu má. Ở đâu mà áo trái, không có trái. Nên sợ nhất đi vào bệnh viện như mấy bà. Trời ơi. Đấy, đi vô bệnh viện 6 giờ. Sáng mai 5 giờ sáng lại đi. Mai đi kiểm tra. Mai kiểm tra về thận cho chồng mình. Em nhìn cũng trưởng tượng áo top and white với má ơi, mặc 4 năm rồi. Trái là trái sao trời. Bệnh tật là khổ đó. Tôi không bị sao cả. Tôi không bị một vấn đề gì cả. Nhá. Độ ta không độ chàng. Off white nhưng tao thích đọc thành top and white được không? Thích đọc thành top and white. Cho chúng nó chửi mình chứ. Phải có việc thì chúng mới chửi mình. Off white thì hiểu, ai mà không hiểu. Nhưng thích đọc top and white, black and more. Chắc do chị bắt chồng chị lao động quá sức, đêm nào cũng cày mấy hiệp. Thôi chị nghĩ rồi, bỏ niềm đam mê lau súng ống nhiều quá, dương súng lên nhiều quá, huyết áp nó lên, tim đập thình thịch. Chị nói Linh Lan nghe này, chị là thích để cho chúng nó chửi mình, cho chúng một công việc. Mặc kèo đến 4 năm rồi.
lúc mới mua còn giật thấp, sau này chán giật tay luôn. Đúng rồi, Bình Mỹ cô Tư, tôi ăn nhậu ấy, tôi uống trà giảm cân viên nước mỡ, tôi có sao đâu. Mọi người phải giữ sức khỏe, từ nay trở đi em giảm nhậu nha. Tuần nhậu 5 buổi, giờ nhậu 3 buổi thôi. Tuần nhậu 5 buổi, giờ nhậu 3 buổi. Đói bụng dã man. À tôi đi khám viện không bảo hiểm. Khám nhằng hai cái, khám cái mất 4,7 triệu. Có bệnh tật là tốn tiền lắm nha. Có bệnh tật là tốn tiền nha. Đúng rồi, chị Bình Mỹ, cô Tư, chồng em bên Mỹ, chồng em bên Mỹ muốn đi khám cái này rất lâu rồi. Nhưng mà bên Mỹ cái gì cũng gút, mà y tế sắp lịch rất là lâu để làm một cái xét nghiệm, mà chờ 3-4 tháng. Mà chồng em bên Mỹ thì một thân một mình, mẹ thì lớn tuổi, mẹ chồng thì lớn tuổi, nên là chồng em cứ ỉ y á, ỉ y không đi khám bệnh. Em về em nói mãi mới đi đó mấy chị, nói mãi chồng em mới đi đó. Ở bên Mỹ không như Việt Nam đâu, phải muốn đi khám mà khám đâu mấy chị. Ở Việt Nam mới khám dịch vụ nhá, là nhòng cái chạy ra khám dịch vụ được liền. Bên Mỹ là xếp số. Ở ký à? Làm cái thủ tục hoàn đổi lại chị hả? Dạ. Mình hoàn lại kia, mình thu lại khác, mình lấy lại tiền thôi. Ok. Chồng em bên Mỹ đi làm mấy cái xét nghiệm này đâu có được dễ như thế đâu anh. Dạ. Bên Mỹ là xếp số, mà để làm một cái điện tim này xếp 3-4 tháng. Dạ. Em xin. Dạ, chị nhận lại ha. Dạ, ok. Okay rồi. Xong rồi. Cảm ơn. Chồng em bảo là mỗi một lần bên đấy mà muốn làm mấy cái này nè, xem bác sĩ đẹp doctor lâu lắm. Thế chiều em đi lấy được không? Được, ok, thế chiều còn tốt. Ok. Còn chị vô đây hả? Vâng, chiều em đi. Chị báo là... Tại vì 4 giờ em đón con em học thì qua lấy luôn, chứ ngồi với mà ông chết. Dạ, đúng rồi, ok. Dạ, tốt vậy, chị sẽ hỗ trợ khoảng 10 không chưa? 3 chục đúng chưa ba? Hỗ trợ không chưa? Giấy hết đâu rồi? Chiều kỳ chị ghé cái phòng này hả? Ba giữ mình coi, mình lấy, mình đón con. Rồi mình về. Ok, em cảm ơn bác sĩ ạ. Em đi ạ, cảm ơn bác sĩ. Rồi đi ăn.
còn gì nữa? Hết rồi. Hai cái này hả? Hết rồi. Chiều người ta bảo một tiếng có kết quả, nhưng mình ngồi đây gì? Đâu? Thôi chiều đằng nào lấy. Thôi kiêng này các bạn, không có thể lao động gì nữa rồi. Lao động nhiều thì mệt. Thế người ta này thì cứ tội nghiệp, mình thấy mình ác ghê đấy. Ha. Đi đây. Thả tim hoài, thả tim tí nào vậy? Đó. À, thả tim con tí đang live stream. Để đi ăn gì ta? Trên đường về. Để đi ăn trên đường về. Đập cửa. À, hình như có cái đường. Xe, nó này trong ba lô. Có một số người bảo tôi là bào quá bào, tôi đâu có bào gì đâu trời. Đã làm ăn gì đâu. Làm mấy cái chuyện đấy làm sao mà lại mình đi chạy thể dục. Ai chụp vào mày. Không có làm cái gì quá sức đâu nha. Mà phải gắng. Cho mày này bà. Ngoài tôi đeo khẩu trang bánh bèo không? Màu tím. Thôi đi ăn gì nghỉ đi. Em tính nha, quý vị mệt nha, ăn xong rồi đi thẳng chỗ đó, xong rồi về nhà nghỉ, đúng đúng 3 giờ. Nó đâu có đâu. Ai biết? Đây thì có xe, xe. Thế không ăn xong về nhà ngủ. 2 giờ đi. Bà làm gì bà làm. Em tập đồ, này bà này. Mềm à? Có chứ. Nắng chết đấy. Nãy họ trả lại mình 2 triệu. Mình không làm cái kia họ trả lại 2 triệu. 5.000 ba này. Úi chết mày rốt gì à, không rồi. Hóa đơn bánh kẹo. Thì đây thì dĩ nhiên là lợm rồi. Nhưng khổ ghê vậy đó. Đây lợm. Ai biết không lợm. Chân đầu thì tại nãy anh đâm ở chỗ đó đi. Bún thang không? Bún thang, bún gà thang không? Rồi. Ăn gì? Kê đi. Khu này thì em không dành, em chỉ biết thôi, còn bún thang thôi.